Những quả bóng chứa khí A có thể bay được, những quả bóng chứa khí B thì không. Từ đó cho thấy khí A nhẹ hơn khí B và khí A cũng nhẹ hơn không khí. Kết quả này cũng có thể thu được bằng phép tính. Vậy, bằng cách nào biết được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiêu, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí là bao nhiêu lần? Chúng ta hãy tìm hiểu ở bài 20, tỷ khối của chất khí. Với vấn đề đầu tiên, bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? Để biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B, ta xét khối lượng của cùng một lượng chất A và B. Nếu đặt một mol khí oxygen và một mol khí hydrogen lên cân, thì đĩa cân sẽ lệch về bên nào? Khi so sánh một mol oxygen và một mol hydrogen, khí nào nặng hơn? Chúng ta biết khối lượng mol của oxygen là 32 gram trên mol, còn khối lượng mol của hydrogen là 2 gram trên mol. Từ đó thấy được khí oxygen nặng hơn khí hydrogen. Vậy khí oxygen nặng hơn khí hydrogen bằng bao nhiêu lần? Thực hiện phép tính chia, chúng ta được kết quả là 16. Kết luận khí oxygen nặng hơn khí hydrogen là 16 lần. Như vậy, để biết được khí oxygen nặng hay nhẹ hơn khí hydrogen bằng bao nhiêu lần, thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính. Lấy khối lượng mol của oxygen chia cho khối lượng mol của hydrogen. Kết quả của phép tính này được gọi là tỷ khối của khí oxygen đối với khí hydrogen. Vậy, bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? Đó là dựa vào tỷ khối của khí A đối với khí B. Các em ghi nhận lại nội dung chính. Dựa vào tỷ khối của khí A đối với khí B, có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần? Công thức tính tỷ khối là D nhỏ A trên B bằng M lớn A chia M lớn B. Trong đó, D nhỏ A trên B là tỷ khối của khí A đối với khí B, còn M lớn A và M lớn B lần lượt là khối lượng mol của khí A và khí B, đơn vị là gam trên mol. Chú ý, tỷ khối không có đơn vị. Nếu biết tỷ khối của khí A đối với khí B và khối lượng mol của khí B, các em có thể tính được khối lượng mol của khí A theo công thức M lớn bằng D nhỏ A trên B nhân cho M lớn B. Dựa vào đó, chúng ta hãy ghi nhận lại ví dụ 1. Khí oxygen nặng hay nhẹ hơn khí hydrogen bằng bao nhiêu lần? Từ nguyên tử khối của hydrogen và nguyên tử khối của oxygen, chúng ta tính được khối lượng mol phân tử oxygen và khối lượng mol phân tử hydrogen. Sau đó, chúng ta tiếp tục tính tỷ khối của oxygen đối với hydrogen bằng cách lấy khối lượng mol phân tử oxygen chia cho khối lượng mol phân tử hydrogen. Từ kết quả thu được, kết luận vậy khí oxygen nặng hơn khí hydrogen là 16 lần. Ví dụ 2. Khí A có tỷ khối đối với khí oxygen là 1,375. Hãy xác định khối lượng mol của A cho nguyên tử khối của oxygen là 16. Với khí oxygen, khối lượng mol là 32 gram trên mol. Tỷ khối của khí A đối với khí oxygen sẽ bằng khối lượng mol của A chia cho khối lượng mol của oxygen. Từ đó, muốn tìm khối lượng mol của A, chúng ta sẽ lấy tỷ khối của A đối với oxygen nhân cho khối lượng mol của oxygen. 1,375 nhân cho 32. Kết quả thu được gần bằng 44 gram trên mol. Chuyển sang vấn đề thứ hai, bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? Tương tự như trên, để biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí, chúng ta sẽ dựa vào tỷ khối của khí A đối với không khí. Không khí là một hỗn hợp gồm nhiều chất khí, trong đó khí nitrogen chiếm khoảng 80%,
và khí oxygen chiếm khoảng 20%. Do đó, khối lượng mol không khí là khối lượng của 0,8 mol khí nitrogen cộng cho khối lượng của 0,2 mol khí oxygen. Kết quả chúng ta thu được là 29 gram trên mol. Vậy các em có biết được công thức xác định tỷ khối của khí A đối với không khí hay không? Đó là D nhỏ A trên không khí sẽ bằng khối lượng mol của A chia cho khối lượng mol của không khí, mà khối lượng mol của không khí chính là 29 gram trên mol. Vậy, nếu biết tỷ khối của khí A đối với không khí, thì sẽ tính được khối lượng mol của khí A bằng cách nào? Khối lượng mol của khí A sẽ bằng tỷ khối của khí A đối với không khí nhân cho 29. Như vậy là chúng ta đã có thể hoàn thành phần nội dung ghi bài. Ví dụ 1, khí carbon dioxide nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần? Chúng ta tính được khối lượng mol của phân tử carbon dioxide. Sau đó, vận dụng công thức tính tỷ khối của carbon dioxide đối với không khí bằng khối lượng mol của carbon dioxide chia cho 29. Vậy, khí carbon dioxide nặng hơn không khí 1,52 lần. Ví dụ 2, một chất khí A có tỷ khối đối với không khí là 2,207. Hãy xác định khối lượng mol của khí A. Khối lượng mol của khí A sẽ bằng tỷ khối của A đối với không khí nhân cho 29. 2,207 nhân 29, kết quả thu được gần bằng 64 gram trên mol. Ở bài tỷ khối của chất khí, các em chú ý, để biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần, chúng ta sẽ tính tỷ khối của khí A so với khí B. Theo công thức, D nhỏ A trên B bằng M lớn A chia M lớn B. Còn để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần, chúng ta sẽ tính tỷ khối của khí A so với không khí. Theo công thức, tỷ khối của A đối với không khí sẽ bằng khối lượng mol của A chia cho 29. Từ đó chúng ta cũng sẽ có hai công thức phụ, khối lượng mol của khí A bằng khối lượng mol của khí B nhân tỷ khối của A đối với B. Hoặc khối lượng mol của khí A sẽ bằng 29 nhân cho tỷ khối của khí A đối với không khí. Sau khi đã nắm vững lý thuyết, các em hãy thực hiện các bài tập sau. Bài tập thứ nhất, có những khí SO2CH4, hãy cho biết khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hydrogen và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần. Khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần. Cho nguyên tử khối của hydrogen là 1, nguyên tử khối của carbon là 12, nguyên tử khối của oxygen là 16, nguyên tử khối của lưu huỳnh tức là sulfur là 32. Đầu tiên, với khí SO2, chúng ta có khối lượng mol phân tử SO2 tính được 64 gram trên mol, khối lượng mol phân tử H2 tính được 2 gram trên mol. Vậy, tỷ khối của SO2 đối với H2 sẽ bằng khối lượng mol của SO2 chia cho khối lượng mol của H2 là 32. Nên kết luận khí SO2 nặng hơn khí H2 là 32 lần. Tương tự như vậy, chúng ta cũng tính được tỷ khối của SO2 đối với không khí bằng cách lấy khối lượng mol của SO2 chia cho 29. Kết quả thu được là 2,379. Vậy, khí SO2 nặng hơn không khí 2,379 lần. Tương tự như vậy với khí CH4. Chúng ta cũng tính được tỷ khối của CH4 đối với H2 và tỷ khối của CH4 đối với không khí. Từ đó kết luận được khí CH4 nặng hơn khí H2 8 lần và khí CH4 nhẹ hơn không khí 0,552 lần. Bài tập 2. Trong những khí trên, tức là khí SO2 và khí CH4 vừa tìm hiểu, thì khí nào có thể thu được vào bình bằng cách đặt đứng bình hoặc đặt ngược bình? Giải thích. Khi đặt đứng bình, chúng ta sẽ thu được những khí nặng hơn không khí. Còn khi đặt ngược bình, chúng ta sẽ thu được những khí nhẹ hơn không khí.
Do khí SO2 nặng hơn không khí nên chúng ta sẽ thu được bằng cách đặt đứng bình. Còn khí CH4 nhẹ hơn không khí nên chúng ta sẽ thu bằng cách đặt ngược bình. Bài tập 3. Yêu cầu tìm khối lượng mol của những khí có tỷ khối đối với khí oxygen là 0,0625 và có tỷ khối đối với không khí là 1,172. Với khí oxygen, khối lượng mol của oxygen là 32 gram trên mol. Vậy, khối lượng mol của khí chưa biết sẽ bằng tỷ khối của khí đó đối với oxygen nhân cho khối lượng mol của oxygen. Còn trường hợp thứ hai, khối lượng mol của khí chưa biết sẽ bằng tỷ khối của khí đó đối với không khí nhân cho 29. Trước khi kết thúc bài học, chúng ta hãy tìm hiểu một số hiện tượng có liên quan đến tỷ khối của chất khí. Khí carbon dioxide không màu, không mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra khí CO2. Khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi trên nền hang sâu. Tại sao vậy? Đó là vì khí carbon dioxide nặng hơn không khí 1,52 lần. Kết quả này thu được bằng phép tính tỷ khối của carbon dioxide đối với không khí. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống. Trong khói đám cháy có các khí như carbon dioxide, carbon monoxide và khí carbon monoxide là nguyên nhân chủ yếu gây chết người. Hít phải khí này sẽ dẫn đến tình trạng thiếu oxygen dần và dẫn đến tử vong. Khi di chuyển khỏi đám cháy, người ta thường cúi khom người, quỳ, bò hoặc trườn để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc CO. Tại sao vậy? Bởi vì khi tính tỷ khối của CO đối với không khí, chúng ta thu được kết quả là 0,97. Vậy, khí CO nhẹ hơn không khí 0,97 lần nên sẽ tích tụ nhiều ở trên cao và lơ lửng khu vực sát trần. Do đó, chúng ta phải cúi khom người, quỳ, bò hoặc trườn để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc CO khi thoát khỏi các đám cháy. Và với bàn tay của các nhà khoa học, kỹ sư và các chuyên gia, ngôi nhà bóng bay đã bước từ trong phim hoạt hình ra đời thực. Chúc các em học tốt!